Mình xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm có tên đó là Liberty 100WB. Thì đây là một loại thuốc mà đặc trị các bệnh do vi khuẩn gây ra trên cây trồng. Thì ở cái tiêu đề của bài thì cũng nói lên một ý nghĩa của thuốc này, đó là thuốc đặc trị cái bệnh thối nhũn trên cây phong lan. Vì các bạn cũng đã biết đó, bệnh thối nhũn trên cây phong lan là do cái vi khuẩn Erwinia nó gây ra. Thì thuốc Liberty này là thuốc đặc trị vi khuẩn nên có thể trị được bệnh thối nhũn trên cây phong lan. Hiểu bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của cái gói thuốc Liberty 100W3. Gói thuốc này thì có hoạt chất chính đó là streptomycin sulfate, có hàm lượng đó là 100 g trên kg. Thì ở đây các bạn, sản này thì công ty họ đăng ký là đặc trị bệnh cháy bì lá lúa, bệnh thối nhũn trên bắp cải, bệnh loét trên cam. Nhà mình cũng xin chia sẻ rõ hơn để các bạn có thể nắm được. Thứ nhất á, là cái bệnh cháy bìa lá trên cây lúa. Ở đây các bạn ha, một thuật ngữ mà rất là dễ nhầm lẫn, nếu chúng ta chỉ cần thay cái từ bìa thôi, ta bỏ từ bìa đi thì thành là bệnh cháy lá lúa, thì nó lại ra ý nghĩa khác rồi ha. Vì sao mình nói như vậy? Tại vì á, là cái bệnh cháy bìa lá lúa là do vi khuẩn gây ra, còn cái bệnh mà cháy lá lúa đó, thì là do nấm gây ra. Nên các bạn có thể là để ý giúp mình về cái thuật ngữ rồi ha. Bệnh cháy bì lá lúa này á, thì do một cái loại vi khuẩn nó tên là Pseudomonas gây ra bạn ha. Còn tiếp theo là cái bệnh thối nhũn trên cái bắp cải, cũng giống như là thối nhũn trên một số loại cây khác như là cây phong lan vân vân, thì nó do một cái là loại vi khuẩn nó tên là Erwinia gây ra. Thì cái vi khuẩn này mình cũng đã giới thiệu với các bạn ở những phút giây đầu của video. Tiếp theo là cái bệnh loét trên cây cam. Cây cam ở đây cho nó riêng thôi ha, nói chung nó là cây có múi, gồm có là bưởi, cam, chanh, quýt, tắc, quất, vân vân. Ngoài ra thì cây Phật thủ cũng nằm trong cái nhóm cây này các bạn ha. Thì bệnh loét này các bạn, loét này thì các bạn phân biệt giùm mình, ở trên cây có múi nó có một số triệu chứng và bệnh loét. Thì loét nếu bạn thấy nó có cái vết ướt á, là do cái dịch vi khuẩn á, nó tiết ra, thì cái bệnh cái triệu chứng này thể hiện đó là cái bệnh do vi khuẩn gây ra. Còn cái trên cây có múi nó còn có một loại tiếp theo là sẹo nữa các bạn. Sẹo á, trên cái trái, ví dụ như mình ví dụ trên trái cam đi, nếu mà là sẹo lồi á là do nấm gây ra, còn cái sẹo lõm á mà có nhuộm nước á là do vi khuẩn gây ra, còn nếu mà cái sẹo lõm mà nó khô thì lại là do nấm gây ra. Đặc biệt ở trên cái vết lõm đó nó có những cái bào tử nấm li ti, có nghĩa là nó có những cái đốm trắng á, li ti hoặc là màu nâu li ti, thì đó lại là do nấm gây ra các bạn ha. Nó vì vậy tùy theo cái dấu hiệu, tùy theo cái triệu chứng nó xảy ra ở trên từng loại cây mà chúng ta có thể là phân biệt được cây chúng ta đang bị bệnh do tác nhân là nấm hay vi khuẩn gây ra, để các bạn có thể là phân biệt được các bạn ha. Và ở video tiếp theo mình sẽ phân biệt giúp các bạn phân biệt cái sản phẩm Liberty và Libero, hai sản phẩm này hao hao giống nhau nhưng mà cái công dụng hoàn toàn khác nhau, thì video sau mình sẽ chia sẻ bạn ha. Và cái liều lượng phun thuốc thì các bạn pha giúp mình á, thì đối với cây lúa thì các bạn pha là từ 10 đến 12 gram trên bình 25 lít nước. Còn đối với hoa màu thì các bạn pha là 100 đến 120 gram cho 100 lít nước bạn ha. Còn đối với các loại cây khác như cây ăn quả và cây công nghiệp thì tùy loại cây thì các bạn có thể liên hệ với mình, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm ha. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình.